Đến tới giờ phút này thì phải nói là chúng tôi đã hoàn tất cái ca mổ tách dính song sinh cực kỳ hiếm này. Hai bé an toàn qua cái cuộc phẫu thuật, mọi cái sinh hiệu của bé đều ổn định và tất cả mọi cái diễn tiến đều là thuận lợi trong cái cuộc phẫu thuật. Ngay từ khi mà nhận bé từ bệnh viện Hùng Vương về, trong cái giai đoạn sơ sinh trải qua bao nhiêu là sóng gió, điều đó cũng đã làm trăn trở cho cả một ekip. Và trong suốt cái thời gian mà bé nằm tại bệnh viện thì chúng tôi cũng đã tập trung để mà điều trị cũng như là làm như thế nào cho bé có một sức khỏe tốt nhất. Thế thì mổ trước đều không mất máu, chỉ đến cái phần lục xương thì bất cứ nơi nào mà đã lục xương thì nó đều mất máu, nhưng sẽ cố gắng giới hạn tối đa. Như thế nào để hết được cái niềm vui đó, tại vì đó là cái giây phút mà gia đình đã chờ đợi rất là lâu rồi. Tương lai mới thì ba mẹ cảm thấy là rất là không gì có thể diễn tả được, rất là xúc động. Không một phẫu thuật viên nào có cái hạnh phúc như phẫu thuật viên Nhi, bởi vì khi cứu được các cháu bé mắc bệnh hiểm nghèo là cứu được cả một cuộc đời dài 6-70 năm với tất cả ý nghĩa. Thank you.
tiên của ca phẫu thuật đã chính thức được triển khai. Và theo quan sát của tôi lúc này thì ekip của tiến sĩ bác sĩ Trương Quang Định làm trưởng ekip phẫu thuật phần ngoại tổng quát, tức là phần ổ bụng tách rời phần dạ dày ruột non, vẫn đang tiếp tục thực hiện. Theo bệnh viện thì ekip phẫu thuật hôm nay gần 100 người được chia ra làm 11 ekip. Lần lượt các ekip sẽ trình tự bước vào phòng mổ để phối hợp. Ngoài ra, để thực hiện ca phẫu thuật này thì Bệnh viện Di động thành phố đã tham vấn 9 chuyên gia. Có mặt tại phòng mổ còn có giáo sư Trần Đông A, ông là trưởng ekip ca phẫu thuật lịch sử tách dính thành công ca Việt Đức 32 năm trước. Giáo sư Trần Đông A đánh giá đây là một cột mốc phẫu thuật khi mà tất cả các bước thực hiện đều do bác sĩ Việt Nam. Nó thành công, nhưng mà nó không chính xác. Trên 70%. Nếu không có biến chứng răng đó thế thì, nhưng các biến chứng đã được phòng rất kỹ, nhưng y khoa hướng nào không phải hướng nào cũng chính xác thì tiếp cận với sự chính xác, nên chúng tôi đã phải thảo luận cả khi có bất chắc phải làm như vậy. Nói về sự phức tạp của ca phẫu thuật lần này, các chuyên gia cho rằng đây là ca song sinh hiếm gặp bởi dính nhau vùng bụng chậu với bốn chân tách rời. Các phương tiện hiện đại soi chiếu cho thấy hàng loạt bất thường ở vùng bụng của hai bé. Hàng trăm cuộc hội chẩn đã được chuẩn bị. Trước đó vào chiều ngày hôm qua thì các khâu chuẩn bị phẫu thuật đã được các y bác sĩ chuẩn bị cho hai bé. Sau khi mà mổ xong á là hai bé sẽ được ở riêng với ba mẹ và ở cái phòng có cụm cách ly. Mỗi bé là có hai điều dưỡng với một bác sĩ chăm sóc. Trưởng ekip đánh giá đây là một hành trình khó khăn, nhưng bằng tất cả tâm lực của mình, các y bác sĩ kỳ vọng sẽ cố gắng vượt qua khó khăn với tâm niệm trả lại cho hai bé một cuộc đời lành lặn như bao trẻ khác.